Xin chào, xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ màn ảnh của đài truyền hình Việt Hải Ngoại và tiếp tục theo dõi chương trình Up Close and Personal với Christine Sa. Hôm nay với người khách mời đặc biệt, nhà thiết kế Thái Nguyễn. Earth is a speck of dust, an instant in our minds. The beauty surrounding this place, together we can find. Sau khi học high school đó rồi Thái, mẹ Thái thì muốn Thái học về cao niềm kế toán. Tại vì you know, Dư cứ ngồi đó, Dư bấm mà nên tới lúc thế đó là Dư cứ ngồi lãnh tiền thôi, you know. Mùa thuế đó. Nhưng mà mi trời ơi, giờ mi tưởng tượng mi mà ngồi trong văn phòng mi bấm cái đó chắc mi chết á, you know. Cho nên đó là mi nói với ba mẹ, mi nói là con muốn đi học design, thì immediately là mẹ của Thái khóc. Mẹ Thái nói là cái nghề, con biết cái nghề mai nó rất là cực, nhưng mà người Việt Nam mình thì cứ nghĩ là về design là chỉ có tối ngày cứ ngồi trong cái máy là may thôi, you know. Nhưng mà thật ra trong cái design của mình nó rất là nhiều, nó rất là rộng, nó rất là rộng lớn. Mình không phải là mình ngồi mình may suốt ngày, you know. Mình you know, nhưng mà cái đó mình đi vô sao. Nhưng mà Thái thì ba mẹ Thái không có thích cho mấy lúc đầu. Xong rồi Thái mới nói là thôi bây giờ không có cần phải vô vấn đề là đi học cái nghề gì, con chỉ muốn apply nhiều trường thôi, thì ba mẹ cứ ký tên thôi. And then xong rồi ba mi thì không có nói gì nhiều, ba mi chỉ ký tên thôi. And then xong rồi mi cũng portfolio lo làm cái gì để mà apply vô cái trường, tự mi lo hết. Thì mi apply vô hai trường, một trường ở Miami với một trường ở California, Los Angeles. Nhưng mà Miami thì nó xa quá. Ba mẹ mi thì là, you know, muốn mi ở gần ba mẹ mi, không có muốn đi xa. Especially hồi xưa đó, năm 99 á, mà mình nói tới đi Cali á, ai cũng sợ đó. Tại lúc đó bên Cali á, băng đảng rất là nhiều. Cái thời đó băng đảng rất là nhiều. Xong rồi mi còn nhớ là trong gia đình của Thái á, mấy dì, mấy cô rồi nói trời ơi, nó mày qua Cali nó vô băng đảng ấy, nó không đi học đâu, you know. Mẹ mi thì, ba mẹ mi thì biết tánh mi rồi, không có ba cái chuyện đó, you know. Nhưng mà cứ nghĩ là con mình là còn nhỏ, you know, he's a baby, nó đi qua đó không ai lo cho nó ăn, không ai lo cho nó, thì nó không biết nó có sống được hay không, you know. So nói chung là cái chuyện đó nó qua, xong rồi apply trường nhận. Xong rồi cái ngày đó ba mẹ Thái lái xe từ Olympia qua tới Cali, chở hết đồ Thái qua để vô một cái apartment đó ở chung với ba người học sinh khác. And then mi nhớ là ba mẹ mi sắp xếp đồ ăn, thấy mi gói rồi này, nấu mẹ mi nấu đồ ăn sẵn để frozen rồi. Tại vì qua đây không biết đường đi đâu gì hết, như đâu. Nhưng mà không có, mà nó trên LA á, nó không phải dưới quận Cam của mình để mà mình biết như là Phú Lộc Thọ, Bô Sa để có đồ ăn, như đâu. Xong rồi cái trước khi ba mẹ mi lái xe về, mẹ mi còn hỏi nữa. Con có thể thay đổi được á. Nếu mà giờ con muốn đi về, mình có thể đi về. Con không có cần phải ở lại đây. Nhưng mà mi nói nope. Cái này là nó, this is it. Cái này là cái chặng đường đầu tiên mà con phải đi. Nên you know, only người mẹ mới là muốn mình đi về với lại con mình đi về với mình, you know. Nhưng mà I'm glad I stayed. Thì lúc mà, tại vì học về cái mà at FIDM, FIDM, trường Fashion Institute of Design Merchandising, thì chỉ có 2 năm thôi. Thì lúc mà cái năm tới mà cái ngày ra trường của cái 2 năm á, thấy rất là sợ, thấy rất là lo. Tại vì you biết cái nghề design nó rất là, cái cạnh tranh của nó rất là nhiều. Tại ai cũng muốn làm design, you know, ai cũng nghĩ mình là design đồ được. Cho nên nó thấy sợ lắm. Mà cái ngày ra trường đó thấy không có cho gia đình tới, không có bạn bè, không có gia đình tới. It's just me by myself. Ra trường đại học 2 năm mà không có ai tới hết. Mà cái ngày ra trường thấy buồn lắm. Thế xong rồi thấy đi về, tại thấy không biết là ra trường xong mình có làm được gì, mình có công việc hay không, hay là mình phải trở về Olympia với ba mẹ, ở với ba mẹ. Thì cái đó là cũng như là một cái failure, một cái thất bại, you know. Tự nhiên mi nằm đó, mi buồn lắm, cái tự nhiên mi có một cú điện thoại gọi, trong trường nó gọi, nó nói là you got accepted into cái năm thứ ba. Là cái trường nó nhận Thái vô cái năm thứ ba. Năm thứ ba đó, trong một cái lớp mà ra trường đó là mấy trăm người đó về fashion design, nó chỉ nhận ra 10 người thôi. Vô năm thứ ba thì Thái học tiếp thêm một năm nữa, thế nói yes, you know, mới học thêm một năm nữa mới khỏi cần đi tìm việc làm, you know. Xong mới học, nhưng mà nhờ cái năm thứ ba đó là nó dạy hết tất cả,
về business, về thương mại, về design even more advanced. Mà trong 10 người đó thì cái đêm ra trường của cái năm thứ 3 đó đó được làm cái fashion show rất là lớn, mà cái ticket là khoảng 250 đô cho mỗi người đi coi. Tại vì nó có dinner và nó show showcase 10 cái collection của Thái trong đó với lại 9 học sinh khác. Thì đêm đó thì có ba mẹ nên you know cô dì dưỡng rồi tới. Trong cái đêm fashion show đó đó thì có những cái đài truyền hình của Mỹ, mà Thái rất là ngạc nhiên là bữa đó có đài truyền hình của Việt Nam, có báo Người Việt, và họ đã tới phỏng vấn Thái. Thì nhờ cái phỏng vấn đó, Trung tâm Asia đã biết tới Thái và gọi Thái. Thái thì thấy may mắn, nói chung là nhờ cái may mắn rất là nhiều. Thì vô với Trung tâm Asia, thì trong lúc mà gặp Trung tâm Asia đó thì lúc đó Thái vô tham gia cái cuốn đầu tiên là cuốn 37 Asia 37 ở bên Toronto. Xong mấy tháng sau á, Thái đi party ở trên LA đó, thì Thái gặp một cái người designer của hãng BCBG. Thì họ thấy Thái làm một cái quần jean của Thái tự design đó, rất là lạ. Thì họ nói là họ cần cái designer cho denim division, về làm denim về jean. Thì you know, đi party chủ nhật, thứ hai gửi resume vô, thứ năm interview, thứ hai tuần sau có job. Don't wake me up. Làm cho BCBG 2 năm, trong Thái nghĩ thì thấy mấy cái cảm thấy là mình vô trong cái thị trường Mỹ mainstream thì nó rất là lớn, nó giống như một cái đại dương vậy đó. Mình là giống như con tép vậy nè. Cho nên nó rất là khó, you know. Xong Thái mới nghĩ là thôi mình trở lại cộng đồng Việt Nam của mình. Tại cộng đồng Việt Nam của mình ở hải ngoại thì coi như nó như cái hồ đi. Thì mình cũng được sao như là mấy năm có kinh nghiệm thì mình cũng được cấn tôm. Nó you know, tượng tép mình lên đựng tôm. Thì Thái muốn nói, Thái muốn là mình establish cái cộng đồng của mình trước. Mình, you know, mình về ao của mình tắm trước thử coi nó ok không. Thì sau khi làm cho Asia mấy năm thì Thái đã qua Vân Sơn. Vân Sơn mấy năm xong rồi nhờ chị Thủy có cái chương trình là thời trang và âm nhạc. Lúc mà chị Thủy bên Thúy Nga mới là kêu mời hết tất cả những người thiết kế, thì trong đó có Thái. Thì Thái đã hợp tác với chị Thủy. Thì sau khi Thái hợp tác với hết tất cả trung tâm trong cộng đồng Việt Nam của mình đó, thì Thái với lại người partner của Thái là Helen đã làm cái online business để thử thôi. Và thì cái online business is actually nó rất là thành công. Thì họ mà mỗi ngày họ cứ gọi vô, mà lúc đó là đâu có cái business, đâu có văn phòng gì đâu, Christine biết không. Cho nên cứ làm dùng cái cell phone của mình á. Sau mỗi ngày người ta cứ gọi có tiệm không, có tiệm không, chỉ muốn có tiệm thôi, muốn tới tiệm coi. Thì finally thì tháng 5 2008 thì Thái đã mở được cái tiệm này để đáp ứng tới những người khách đã muốn tới cái tiệm của Thái. And if it's all in my head, well baby turn off the phone and let's go back to bed. Cause if it's just a dream, don't wake me up. And if it's not all real, don't wake me up. If it's a fantasy, don't wake me up. I wanna breathe it in, I wanna keep this love. If the alarm goes off, don't wake me up. You better turn it off, don't wake me up. I'll never get enough, don't wake me up.